Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân định trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Ả Rập Thống Nhất và U23 Triều Tiên, vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, lượt trận thứ hai các cầu thủ U23 Ả Rập Thống Nhất sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên. Thực lực giữa các đội bóng ở bảng đấu được đánh giá là khá cân bằng, Tuy nhiên U23 Ả Rập Thống Nhất vẫn cho thấy họ vẫn nhìn hơn một chút so với phần còn lại. Trong khi đó, đội tuyển U23 Triều Tiên sẽ phải rất cố gắng để có được những điểm số đầu tiên. Đội tuyển U23 Ả Rập Thống Nhất đã có được trận ra quân với thế trận tương đối tốt nước U23 Việt Nam. Nhưng sự xuất sắc của chân sút số, số 9 Ali Salet cũng không thể giúp cho đội bóng Tây Á có được chiến thắng đầu tiên. Sau trận hòa không bàn thắng trước những nhà đương kim Á quân, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Marcel sẽ rất quyết tâm có được 3 điểm ở trận đấu này để sớm lấy lại ngôi đầu bảng từ tay U23 Jordan. Về phía đội tuyển Huyền Bang Triều Tiên, họ vốn đã là ẩn số của giải đấu với những tin đồn về những sự chuẩn bị không tốt trước đó. Mở màn với trận thua trước đội tuyển Huyền Bang Jordan với tỷ số 1-2, có lẽ thầy trò huấn luyện viên Jiju Hai cần phải làm rất nhiều điều để có thể cải thiện được những nhược điểm cũng như tâm lý thi đấu ở lượt trận tới đây. Cùng với đó, những bước thụt lùi của nền bóng đá Triều Tiên trong những năm qua đã khiến cho không nhiều người kỳ vọng vào sự đột biến từ họ ở giải đấu năm nay. Đào qua một số trang thống kê tỷ lệ, chúng ta thấy rằng càng đến gần giờ bóng lăn, các chuyên gia hàng đầu châu Á càng đánh giá cao U23 Ả Rập Thống Nhất. Điển hình là ngay khi trận đấu giữa đội tuyển U23 Triều Tiên và U23 Jordan kết thúc, họ chỉ nhận định rằng trận đấu này U23 Ả Rập Thống Nhất chỉ cần chấp U23 Triều Tiên 1/2 bóng là trận đấu có thể về thế cân bằng. Tuy nhiên càng tới cần kề ngay đá, họ đã nâng mức này lên thành một bàn thắng, lúc đó thế cân bằng mới được thiết lập. Đội tuyển U23 Ả à Rập Thống Nhất, cho dù chưa có được bàn thắng nào ở ngày ra quân, nhưng họ vẫn thể hiện một lối chơi tấn công khá sắc nét, đặc biệt là ở hai cánh. Cùng với đó, đội bóng Tây Á cũng đã có tới 10 pha lập công sau 3 trận đấu ở vòng loại. Trong khi đó, đội tuyển U23 Triều Tiên chưa thể hiện được nhiều ở ngày mở màn, nhưng họ cũng đã nổ súng với bàn thắng danh dư ở phút cuối cùng. Một vấn đề nữa đó là ở vòng loại các cầu thủ U23 Triều Tiên khá khiêm tốn và chỉ có được 4 bàn thắng. Thêm một vấn đề mà giới một điệu cần lưu ý đó là đội tuyển U23 Triều Tiên không có được sự chuẩn bị tốt về phong độ khi họ vừa để thua liên tiếp hai trận mới đây. Trong đó họ thua 1-2 trước đội tuyển U23 Jordan ở trận đấu mở màn vòng chung kết U23 châu Á và thua đậm 0-4 trước đội tuyển U23 Australia ở lượt trận giao hữu trước thêm giải đấu. Từ những phân tích và nhận định ở trên, chúng ta có thể đưa ra dự đoán rằng sẽ khó có bất ngờ cho đội tuyển U23 Triều Tiên. Và khả năng đội bóng của huấn luyện viên Marcel Skoda sẽ là người giành được 3 điểm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, đồng thời xây ước mơ dự Olympic Tokyo năm 2020. Phần tin tiếp theo, soạn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Sau U23 dốc đan dọa sút tung lưới U23 Việt Nam, Quang Hải đáp trả cực gắt. Kính thưa quý vị và các bạn, trả lời AFC, Quang Hải đã cho biết rằng trận đấu đầu tiên thực sự rất khó khăn vì ả rập thống nhất là đối thủ mạnh nhưng tôi hạnh phúc với kết quả đó vì mới là trận đấu đầu tiên thôi một điểm là hoàn toàn có thể chấp nhận được đấy là một trận đấu cân bằng cả hai đội đều có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng vì thế hòa là hợp lý khi được hỏi về việc có quen với mức vận động cao khi đụng độ với những đội bóng hàng đầu châu lục hay không quang hải đã nói rằng chúng tôi từng chơi nhiều trận đấu căng thẳng và yêu cầu về thể chất cao như vậy rồi Điều ấy là hết sức bình thường ở châu Á và chúng ta phải tìm cách để thích ứng. Cuối cùng ngôi sao Hà Nội FC nhấn mạnh quyết tâm của đội là thắng Dốc Đan vào tối ngày 13 tháng 1. Cụ thể Quang Hải đã nói rằng, chúng tôi cần thắng Dốc Đan và hy vọng đội sẽ có nhiều cải thiện đồng thời đạt kết quả tốt nhất. Bên kia chiến tuyến tiền vệ ngôi sao Bani Atie của Jordan cũng thể hiện sự quyết tâm ghi bàn vào lưới mọi đối thủ kể cả Việt Nam. Cụ thể trả lời trước báo chí anh này đã nói rằng, Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi đụng độ địch thủ khó nhằn là Triều Tiên. Hãy nhớ rằng thủ môn của họ rất khá khi đã có vài pha cứu thua tuyệt vời. Chúng tôi vui vì đã có 3 điểm, nhưng giờ toàn đội đang tập trung cho cuộc chiến tới với Việt Nam. Tôi hạnh phúc vì cách đội đã chơi. Có nhiều giai đoạn đối thủ Triều Tiên tỏ ra rất lợi hại, đặc biệt là cuối trận đấu, nhưng dù sao, chúng tôi mới là những người giành chiến thắng. Tôi vui vì đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho U23 Jordan. Chúng tôi không bao giờ dừng lại và tôi hy vọng sẽ ghi bàn trong tất cả các trận đấu. Vào lúc 20 giờ 15 ngày hôm nay, 13 tháng 1, đội tuyển Huê Ba Việt Nam của chúng ta sẽ đụng độ Huy Ba Jordan và đây sẽ là cuộc chiến được dự báo nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Phần tin tiếp theo, toàn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Thầy Park nhận tin cực vui từ thủ môn Bùi Tiến Dũng trước trận cầu then chốt với U23 Jordan. Kính thưa quý vị và các bạn, dù vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau pha bóng bị đối phương chơi tiểu xảo và phải tiếp đất bằng vai tuy nhiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bị đau nhẹ và cần tới sự kiểm tra của đội ngũ y tế để xác định liệu anh có thể ra sân ở các trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam được hay không rõ ràng sau màn trình diễn ổn định ở ngày ra quân người hâm mộ không khỏi lo lắng nếu thủ môn người Thanh Hóa phải nghỉ thi đấu vì chấn thương tuy nhiên sau khi được kiểm tra tin vui đã đến với Bùi Tiến Dũng cũng như đội tuyển U23 Việt Nam theo đó Bùi Tiến Dũng được xác định chỉ gặp chấn thương phần mềm. Hiện tại chưa thể chắc chắn việc thủ môn mang áo số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam có bắt chính trận đấu gặp U23 Jordan hay không. Nhưng đây được coi là chấn thương không quá nghiêm trọng và anh chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục. Một tin vui nữa đó là việc hàng thủ đội tuyển U23 Việt Nam nhiều khả năng cũng sớm đón chào sự trở lại đội hình xuất phát của trung vệ Trần Đình Trọng. Cầu thủ này đã chơi khá tốt khi được vào sân thay người trong hiệp 2 trận đấu gặp U23 Ả à Rập thống nhất. Sau đó trong buổi tập vào ngày 11 tháng 1 Đình Trọng tiếp tục cho thấy mình đã có được thể trạng tốt nhất với những động thái năng nổ trên sân tập và hoàn thành tốt giáo án do ban huấn luyện đề ra. Phần tin tiếp theo, Sở bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Dốc Đan, thầy Park dùng chiến thuật nào? Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang đứng trước một trận đấu bắt buộc phải có 3 điểm. Nếu không muốn nói là cần 3 điểm, tuy nói rằng chúng ta hòa Dốc Đan cũng vẫn có hy vọng vào tứ kết nhưng chắc chắn một trận thắng mới thực sự giúp đội tuyển Huê Ba Việt Nam có thật nhiều cơ hội góp mặt trong vòng 8 đội cuối cùng trên đất Thái Lan. Lý do đơn giản là vì nếu hòa Dốc Đan, chúng ta tối đa chỉ có được 5 điểm ở vòng bảng và đó cũng là điểm số mà chính Dốc Đan và Ả Rập Thống Nhất có thể đạt được sau vòng bảng. Như thế, chúng ta sẽ phải so sánh chỉ số phụ với hai đối thủ cạnh tranh trong trường hợp bằng điểm và rủi ro có thể xảy ra. Vậy nên, lý tưởng nhất là chúng ta phải đánh bại Jordan. Đan để chiếm thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh một suất tứ kết với chính đối thủ này và Ả Rập thống nhất. Và để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Jordan, đội tuyển u Ma Việt Nam cần tăng cường hàng tấn công, dù đương nhiên vẫn phải chơi phòng ngự an toàn. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng, vì chính Jordan cũng là đội cần điểm ở trận đấu này, nhưng không ngoài tầm với của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã có 5 phút chơi với nhịp độ cao trước Ả Rập thống nhất và thực sự khiến đối thủ lo ngại. Vấn đề là 5 phút còn quá ít, không đủ cho chúng ta tạo sự khác biệt. Đội tuyển U23 Việt Nam không thể chỉ thực sự đá nhanh, gây sức ép mạnh trong quãng thời gian ngắn như vậy, trước Jordan mà phải đá nhanh và gây áp lực mạnh trong những khoảng thời gian dài hơn. Sơ đồ 2 tiền đạo sẽ phục vụ cho mục tiêu ấy tốt hơn sơ đồ 3-4-3 vốn hiệu quả hơn khi chúng ta chọn đá phòng ngự phản công và chơi như cửa dưới. Nhưng đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại không hề dưới cơ so với Jordan và có thể tự tin chơi một trận đấu song phẳng với đối thủ Tây Á này để nhắm đến chiến thắng. Nếu một đội thiếu ngôi sao và thiếu cả kinh nghiệm thi đấu như Triều Tiên vẫn có thể phá lưới Jordan, đan, thì không có lý do gì U23 Việt Nam không thể làm được. Nhất là khi đội tuyển U23 dốc đan cho thấy họ phòng ngự không thực sự chắc chắn. Chỉ cần Tiến Linh, Đức Trinh được tiếp nhiều bóng hơn, Quang Hải và Hoàng Đức dâng cao thường xuyên hơn nữa để kết nối với hai tiền đạo cũng như để tạo cơ hội cho chính họ. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào những bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm nay. Và cùng với đó là cơ hội vào tứ kết được củng cố sau một điểm có được trước U23 Ả Rập thống nhất ở trận đấu mở màn. Phần tin tiếp theo, soạn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin sau U23 Thái Lan tiết lộ lý do vì sao để thua ngược U23 Australia. Kính thưa quý vị và các bạn, tiền vệ Anon Amolosak thừa nhận thể lực suy giảm là nguyên nhân chính khiến anh cùng đồng đội thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Australia. Cụ thể trả lời trước báo chí anh đã nói rằng, Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp 1, gây nhiều sức ép lên Australia nhưng lại không thể trụ nổi trong hiệp 2. Chúng tôi có vấn đề với thể lực Vẫn là những người vừa mới chơi trận ra quân Chúng tôi đã kiệt sức Bóng đá là vậy Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt Nhưng lại không thể ghi nhiều bàn thắng hơn Hiệp 2 họ giải quyết trận đấu Khi có cơ hội Đương nhiên họ phải nắm lấy Có bàn thắng dẫn trước từ hiệp 1 Và tạo ra thế trận áp đảo Nhưng đội tuyển Huê Ba Thái Lan vẫn trắng tay Sau trận đấu trước Australia Vào ngày 11 tháng 1 trên sân vận động rajamangala Mangala Trong hiệp 1 Thái Lan chơi áp đảo và có bàn thắng do công của chính Anon Amolusak Đội tuyển U23 Australia đã kịp gỡ hòa ở phút thứ 43. Những phút còn lại, Thái Lan hụt hơi và tiếp tục để thủng lưới. Trận thua 1-2 ảnh hưởng đến vị trí của Thái Lan ở bảng A, nhưng họ vẫn rồng cửa đi tiếp. Anon đã nói rằng, chúng tôi vẫn còn cơ hội. Trận đấu sau chỉ cần không thua, chúng tôi chắc chắn đi tiếp. Đối thủ ý sắp tới có lối chơi tương đồng với Australia và chúng tôi phải xem xem cần sửa chữa gì không. Cảm ơn những người hâm mộ Thái Lan, những người đã đến sân cổ vũ chúng tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới họ vì thất bại quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh xoán bóng đá cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo tân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn